Ê, mấy giờ tí ha. Ôi, có duyên hết biết luôn, tao đang quay đứa đít vô kìa. Tôm. Ôi là trời, tóc của tôm hôm nay nhiều hết sức vậy trời. Mẹ lấy cái cây á. Chị nói sao? Nhà bự gông gãy à? Nhà bự gông gãy cũng rõ. Phá ra vuông gì đó. Ủa con vật màu ghen ghen đi sinh tồn. Nè, ở nhà thế nè. Con cháu đầy đàn. Chứ hồi đó người ta nói con cháu đầy đàn ha. Có thiệt. Cái ghế đó hồi bà mặc ốc cái gì à? Wow. Xa xa ra, kéo ghế xa xa ra. Rẻ quá. Ôi mấy con cá nó rẻ tay thi hết. Cá ra làm gì đi. Đó một cái nồi. Ở chân đúng rồi. Cái tôm ở đâu dữ vậy? Dùng chỉ. Nghĩ nó hả? Bữa nay ông tổ vuông đãi từ á đặt không có chạy trứng cơ trứng nè cá đói nè cá đói nè gia đình câu ba hùng cá với tôm trứng trứng hoài vậy. Hấp dẫn à. Nhìn cái lỗ gao à. Mà nhìn giò một tí thì hết hấp dẫn rồi. Ăn ướng nổi mày. Ướng gì? Thứ cái gì đang thù lùi ra vậy ta? Cái gì? À, lỗ này quá trời đẹp. Trứng kìa mẹ. Cái gỗ gào, gỗ gào uy tín không? Đâu gắn đâu. Dì tư mày có nó vô hả? Chiều. Ngủi bắp à? Vô ta về. Tiền đâu? Tiền cua đâu? Vàng vàng đi. Không, cái này là bà gì bà ba quay lắp. Đâu cái nhà bà ba lắp. Bắp. Bún nước lèo không? Bún nước lèo miền Tây. Chị ba. Bắp cơ. Mấy đứa nhỏ này chứ. Kiếm gì lao? Kìa. Lấy đồ lao cho thím ba kìa. Hả? Ăn nước lèo. Để nó ăn canh nó chẳng mày. Hai dục con rắn được. Con rắn con bé hả? Cho mẹ. Nó đủ mẹ nó bà nó mới giống như món ăn thịt chó nó không ăn được. Thịt chó. Kệ nó không ăn, để nó ăn cái khác. Nó còn canh năng nó chẳng nó phải ăn canh năng. Bắp ơi. Bắp ơi. Cái gì trời? Rắn phải không? Thì phải là cái đó, phải là cái chân. Còn rắn rồi. Thử gì? À, trời. Rắn đồng rắn. Có sao? Ngon chứ, không ăn tao ăn. Ngồi đó à. Ăn tép đi mẹ ơi. Tao trong hùm á. Tép kìa. Mới ra vuông á. Mẹ cho ăn với rồi ăn cái gì không? Giống con súng hầm của cái muối luôn. Mẹ ăn cơm chị à. Hết rồi. Còn bịch lớn á, đổ vô đây. Quá trời. Con đàn cháu đóng rồi.
Tả giống cha mày quá. Cái mặt của mẹ giống quỷ vậy. Này cá này mà. Không phải tả là miếng cá rồi, gió tới đồng gần tre. Cha mà lấy tóc giả đội ra. Ủa là mày có tóc giả mà mua. Tự lấy con gỗ đó, con gì mà ăn cũng được. Nó quay gần nhưng nó mới hấp dẫn. Mẹ cha mẹ làm gì ra quậy quá chạy mất tiêu. Quá ngon hả Tú? Ngon súc nách. Ăn hết. Ngon quá nóc rồi nhậu gì nữa. Ngon đi ngủ. Ăn xong cái hả rồi đi hai đứa đi dân lưới. Ba đứa luôn. Đứa bự hai đứa nhỏ. Đấm rồi đấm. Nãy giờ có dính không? Bạp ơi! Làm chó không bắt được làm chó bữa nhớ lại đằng này nè có thằng gà quá bay như chim bữa lại bọn con này đâu chim mình lên kìa đi mất mẹ chớ nó bay như con chim vậy đó bay qua lưới rồi đó. Bà tư bà bắt rồi. Bà đâu anh bắt được em. Không có được làm chó. Cái đã bắt ra đi. Bắt hút liền. Bắt nó hút cái nhỏ. Để ngang cổ. Đập nó nổi. Chết rồi chết. Trời ơi. Lặn luôn rồi kìa. Ô mấy con ngỗng nó lặn kìa. Hay thiệt. Mấy con ngỗng nó lặn. Má mắc cười mấy con ngỗng nè. Đó. Ôi trời. Gãy vậy. Ê, coi, coi, dính này đó. Con này nè, con này nè. Con ngoài trước á. Trẻ nổi rồi, để hết nổi rồi. Để cho mà đén hả? Ồ. Thua tôi vậy. Con nó đẹo quá. Chạy chắc, coi chạy chắc. Gì vậy vậy? Ủa là trời, chế ơi, dính chế máu rồi. Cha mẹ ơi, nhảy không hay luôn chứ này. Cháo đây nè. Đây nè. Hai mày ơi. Quá trời. Thiết này sao đóng gì chơi. Không chém thêm cây thả ngay đi. Bữa chiều mình ăn chập hai mọi người.
Dương chặn nữa là chuối bày nữa. Bỏ vô ca kia đi, đưa vô ca này không mau. Bắt nghiệp rồi Dương ké. Chà mới nãy đập giờ không còn miếng nữa. Nó xin lỡ nó ra. Hấp. Nó luôn trắng. Dập hai thôi, dập hai thôi, vô vô ăn. Sáng ăn bún lèo. Thịt đâu? Cái nào ngon đâu? Chiều bún con đâu? Đâu? Dạ. Đâu? Bún con đâu? Con xanh này có lưỡi lông dữ không? Lưỡi lông lắm rồi. Tập quá rồi mà. Nhậu xong. Rồi, rửa chén xong đi về kế đứng bên cha. Rồi. Bye bye. Chúc về với Tư nha bác. Xong thì chúng ta phải về. Về thôi. Ở ngoài sao nguyên đội nữa nè. Ngoài trước một đội.